vào chờ 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và on 5 lần. 1, 2, 3, 4, 5. Sáng cái đèn này lên. Mở cửa ra đóng lại. Vặn cái này về. Chờ tiếp. Mở cửa ra đóng lại. Vặn lên on chạy về. Kêu tiếp thêm lần nữa, bấm mót. Được rồi hả? À, bấm mót là em. Nó nhảy vậy là vô nè. Bấm thêm mót của khách nữa. Rút chi ra, mở cửa ra đóng lại. Thằng mót. Đó.